đã trở lại cùng School TV. Hình ảnh mới cô mọt sách nhìn yêu lạ nhưng có vẻ không được lòng cô giáo Khánh và các học trò của cô lắm vì thái độ anti làm điều đến mức thái quá. Thưa cô, em là học sinh mới của lớp 12C8. Hình như cô cảm giác là lần nào em tới đây nó cũng khi mà em xuất hiện á cảm thấy rất là mệt mỏi, đúng không? Đi vô chỗ ngồi đi. Ma mới trở lại, bao lợi hại, gặp ma cũ không rủ cũng lắm chiêu. Ai hơn ai, cô giáo Khánh sẽ đối phó thế nào với các học trò siêu quậy của mình đây? Trời ơi, cái người này, lớp học một vô không thì học người thôi, so người thắc bến. Nè, vừa khỏi đi nha, bực bội quá. Con gái thì có quyền điệu chứ sao? Bà là con gì chứ không phải con gái. Không, chắc là con gái bị lỗi. Chàng trai nào đã xuất hiện và mang đến cho cô giáo Khánh món quà đầy bất ngờ? Cô giáo Khánh sẽ phản ứng thế nào trước món quà này? Cô mà cũng có quà nữa hả? Ý em là sao? Ý em nói là cả cuộc đời này không ai cho tôi quà, không ai tặng quà cho tôi hả? Hay là ý em là người ta tặng quà cho em xong rồi cái tôi đi lớp tôi mới ăn tôi chọn trẻ một dạng xong tôi lấy quà thôi chỉ trả một lệ được. Điệu thì sao? Con gái mà, con gái có quyền điệu chứ? Thì tôi là con gái mà. Tôi cũng là con gái mà tôi có giáo Khánh. Đón xem School TV trên YouTube Yang News Channel để cười thả ga cùng lớp học của cô giáo Khánh. Đặc biệt các bạn còn có cơ hội tham gia cuộc thi karaoke online, hát cùng Lip Ice Color Kill đầy vui nhộn để nhận ngay gối bông, con gái có quyền điệu cực dễ thương và các thỏi son Lip Ice Color Kill nữa đấy. Ngại gì không thử giọng nào? Con gái có quyền điệu Lip Ice Color Kill.